Chào các bạn, hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món bánh bột lọc theo cách mới, bánh mềm ngon để qua ngày không cứng và cách làm rất đơn giản. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Mình có 200 g bột năng, 200 g tôm, 30 g hành lá, hành tím 15 g, tỏi 25 g, một trái ớt sừng. Mình đi ướp tôm 3 phần tư muỗng cà phê đường, 1 phần tư muỗng cà phê muối, bột ngọt 1 phần 2 muỗng cà phê, nước mắm 1 muỗng canh. Và đầu hành lá mình ướp 15 phút. Mình đi phi hành. Hành vàng mình tắt bếp mình đổ qua rây. Mình đổ dầu phi hành vào trong hành lá mình làm mỡ hành. Mình cho vô trong mỡ hành 1 phần tư muỗng cà phê đường. Khi ăn nó ngọt ngọt, nó ngon lắm. Mình đi pha nước mắm 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh rưỡi nước mắm. Nước sôi là 5 muôi canh. Khi nào ăn thì mình cho ớt tỏi. Nhà mình ăn bánh bột lọc không có cho chanh. Nếu bạn nào thích cho chanh thì mình cho chanh vào. Mình cho vô chảo 1 muỗng canh dầu màu điều. Mình cho tỏi vô mình phi. Tỏi vàng thơm, mình cho tôm vô mình xào với lửa lớn. Mình xào lửa lớn thì tôm không có ra nước. Tôm cạn hết nước rồi mình cho tiêu vào và mình tắt bếp. Mình đổ qua rây cho nó ráo dầu. Mình đi làm phần bột 200 g bột năng, 1 phần tư muỗng cà phê muối, 400 ml nước và mình cho vô từ từ để mình khuấy cho nó dễ. Mình cho hết nước vô luôn. Mình cho vô bột 1 muỗng canh dầu phi hành cho nó thơm. Bây giờ mình để lửa nhỏ và mình khuấy luôn tay. Lúc này bột sệt sệt mình hạ lửa nhỏ nhất. Và mình cũng khuấy luôn tay. Bây giờ thì mình cũng tắt bếp và mình cũng khuấy luôn tay. Bây giờ mình cho bột xuống bàn, mình khuấy luôn tay. Đến khi bột không còn dính chảo nữa là được. Bột bây giờ thành khối và không dính chảo nữa là được. Bột bây giờ nguội bớt rồi mình ngắt một miếng bột. Xong mình dàn mỏng ra. Mình cho tôm vào xong mình bóp chặt mí. Bột mềm và dễ làm lắm cả nhà ơi. Mình lót tờ giấy nén ở dưới và mình thoa dầu để dễ lấy bánh ra.
Bây giờ mình thoa dầu lên trên bánh để khi bánh nở ra thì nó không dính với nhau và nó cũng thơm nữa. Và khi mình lấy ra thì rất dễ dàng. Còn dư một ít mình xếp lên trên và mình cũng thoa dầu phi hành để cho bánh không dính. Nước sôi mình cho bánh vào hấp, mình hấp lửa trung bình, mình hấp 10 phút. Bây giờ bánh nguội mình lấy bánh ra. Cả nhà ơi, bánh rất là mềm dẻo. Bây giờ mình chan nước mắm vô mình thưởng thức. Mình mời cả nhà cùng ăn bánh với mình nha. Bánh thì mềm dẻo dai ngon, nước mắm rất vừa ăn. Video của mình đến đây là hết, chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thì thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.